nút. Vừa bị sáng sổ đây. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là cũng là lần đầu tiên bọn mình và những học sinh ở Hilton được trải nghiệm cái Tết Việt Nam đầu tiên ở Đức, và cũng như là lần đầu tiên được trải nghiệm bầu không khí đón Tết bên Đức. Và nhà trường cũng đã rất tạo điều kiện cho bọn mình, rằng là nhà trường đã cho bọn mình nghỉ 10 ngày để cùng nhau sum họp và đón Tết Việt Nam. Và bọn mình thì mới sang nên là rất nhớ nhà, nhưng mà khi nhà trường tạo điều kiện để cho bọn mình có một khoảng thời gian là chung vui và cũng như là đón Tết bên nhau, thì bọn mình thường xuyên tổ chức các party hoặc là những chuyến đi chơi ở quanh các thành phố. Vì vậy là bọn mình cũng đỡ nhớ nhà hơn. Và qua đây thì mình cũng muốn gửi lời đến tất cả bố mẹ và nhà là có một cái Tết thật là khỏe mạnh, vui vẻ, một năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Và bố mẹ cứ yên tâm rằng là bọn con ở bên này là sẽ cố gắng học tập và sẽ cùng nhau giúp đỡ để vượt qua nỗi nhớ nhà này cũng như là những khó khăn ở nước Đức.